Đến hẹn lại lên các bác ơi. Hôm nay là buổi tối ngày mùng 10 tháng 3. Em Lục Linh giới thiệu với các bác những con dao siêu to khổng lồ. Đấy các bác nhìn này. Nhìn tổng thể là hôm nay em sẽ lên với cả nhà mình 8 con dao nhá. Ngoài ra thì có cả cái mẫu số 8 là đã có vỏ rồi. Tổng thể thế này thì các bác có thể biết được là đây là những em chuyên chặt rồi đúng không ạ? Mình có thể dùng để chặt cây này, chặt xương này, đấy rất là đa năng. Còn thông tin của em thì em xin được giới thiệu nhanh qua thôi. Em là Lục Linh, bán hàng tại thành phố Cao Bằng ạ. Em chuyên xỉ lẻ các loại dao Phúc Sen và đặc sản vùng cao. Đấy, số để các bác kết nối với em là 0981 583 598. Số này là em có để Zalo luôn nhé. Còn số 196 là số phụ của em thôi ạ. Cái những mặt hàng mà em bán đấy ạ thì là của làng nghề Phúc Sen, được rèn thủ công và làm rất là tỉ mỉ. Đấy, tất cả những cái này thì đều đa phần được đóng cán gỗ cẩm chỉ và đinh đồng, khâu chốt đồng các bác nhé. Những giá em báo thì chưa bao gồm phí vận chuyển ạ. Tiền ship các bác cộng thêm 30.000 một đơn giúp em. Những giá này thì nó rất là sát giá nhập rồi. Em bán chủ yếu là lãi tình cảm thôi, thế nên các bác không mặc cả nhé. Đây ạ, đánh số thứ tự hết rồi. Cách thức mua hàng thì các bác chỉ cần nhớ giúp em cái số thứ tự của con dao đấy và cái video của ngày bao nhiêu là được ạ. Bây giờ em sẽ đi giới thiệu luôn. Đầu tiên là hai con Parang số 1 và số 2. Nó giống nhau về cái kích thước đấy. Số 1 và số 2 khá giống nhau. Tuy nhiên là chỉ khác là số 1 thì có hoa văn và số 2 thì để truyền thống nhé. Tất cả những con này thì chúng ta mang đi rừng chặt cây, bổ củi, hoặc là mình mang về chặt xương làm bếp cũng được. Nãy em nói nhầm ạ, không bổ củi được đâu nha các bác ơi. Em hay quảng cáo cái gì là chặt cây bổ củi, thế nên em lỡ nói nhầm. Đấy, mấy cái này chỉ để chặt cây thôi. Con số 1 có chiều dài lưỡi dao vào 33 cm. Đấy, đây, chiều dài lưỡi dao vào 33 này. Cái bản rộng của nó là vào 6,5 cm nhé. Dày 6 ly và nặng 1,1 kg. Đây là con mã số 1 ạ. Nặng 1,1 kg và hai mặt sẽ để đánh hoa văn như thế này. Đấy, cái hoa văn rất là đẹp này các bác này. Đây là dòng dao Parang cán ốp. Thông thường những con cán ốp thì làm sẽ rất mất thời gian và nó đắt hơn những cái con dao cán tra. Tuy nhiên thì em vẫn sẽ để cùng một giá thôi, 350.000 ạ. Đấy các bác có thể lựa chọn số 1 hoặc số 2 đều được nhé. Số 2 thì kích thước nó cũng gần như thế, tuy nhiên là sẽ để hai mặt truyền thống. Còn cái cán gỗ cầm chỉ này, đây các bác, cán gỗ rất là sáng và bóng luôn, cán ốp ạ. Và ngoài ra số 1 và số 2 có cả cái phần an toàn ở đây nữa. Khi mà mình dùng thì sẽ chắc chắn hơn nhé. Các bác có thể đặt thêm vỏ với em. Mình đặt vỏ gỗ hoặc vỏ da. Nhưng mà tuy nhiên hai cái con số 1 và số 2 thì em khuyến khích các bác nên đặt cái vỏ da. Tại vì con dao nó đã nặng rồi. Mình đặt vỏ cầm chỉ thì cầm đi nó sẽ khá là khó để di chuyển đấy ạ. Đây, con số 2 em giới thiệu đây ạ. Hai mặt để đen truyền thống nhé. Cũng là Parang. Kích thước thì nó gần giống như thế. Nhưng mà con này thì nặng 1 kg thôi ạ. Đấy, con này thì mang đi chặt cây rất là thích này các bác này. Nhưng mà bác nào phải thật khỏe và mình không muốn bị mỏi tay thì hãy dùng những cái con 1 kg như thế này. Còn nếu mà các bác muốn những cái con nhẹ hơn thì em cũng có. Đây, hôm nay em có cái mẫu dao mới về. Đó chính là 567 đấy ạ. Lát nữa em sẽ giới thiệu đến nhé. Đây là mẫu tông em đặt riêng đấy ạ. Đây, tiếp theo, mã số 3. Đây là một con tông kiểu truyền thống. Và con này thì nặng nhất trong tất cả những con trước kia em từng lên. Mã số 3 này thì tông nặng 1,4 kg. Đấy. Con này thì các bác nhìn này, bụng nó khá là bầu ạ, con tông này ạ. Hai mặt cũng để đen truyền thống luôn nhá. Đây, cấu tạo có 3 đinh đồng này, khâu chốt đồng và cán gỗ cầm chỉ. Đây là một cái phiên bản rất là truyền thống, mũi vuông, có cả cái lỗ treo dao. Đây, những con này thì được làm từ thép nhíp, cầm rất là nặng tay. Một mặt sẽ để hoa văn, một mặt để đen truyền thống. Con này nặng 1,4 kg. Ôi dồi, đây em cầm mà cứ lắc 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 cái tay. Các bác nhìn này, nghiêng nhẹ một cái là sáng bóng đẹp luôn. Đấy, con này thì các bác để chặt xương to thoải mái luôn. Mình mang đi rừng chặt cây cũng được nhá. Đây, em sẽ để ngược con này xuống tại vì một tay cầm điện thoại thì khá là mỏi. Đây, mặc dù để lên như này hay là để xuống thì nó vẫn rất là đẹp đúng không ạ? Đây là kiểu tông truyền thống nhá. Còn các bác muốn nhẹ hơn thì mình có thể chuyển qua con số 4. Đây là cái kiểu mới hơn này, cách điệu hơn một xíu. Con số 3 thì các bác thấy là nó bụng bầu ở đây. Đấy, còn số 4 là nó lại, cái bụng nó không bầu nữa mà nó lại thon dần và to ra ở phần trên. Mã số 4 này là cái con làm từ thép trắng không gỉ ạ. Em bán 300.000 nhá. Còn cái số 3 cũng là 300.000. Đấy,
số 3 cũng 300, còn số 4 cũng 300, tại vì làm từ thép trắng không gỉ thì nó sẽ đắt hơn những cái con bình thường. Em để cái bảng qua đây ạ. Các bác đợi em một tí nhé. Để treo cái bảng qua đây. Đây, con hai mặt. Con này thì hai mặt để trắng như này luôn. Con này nhẹ lắm, em thấy con gái cầm cũng rất là vừa tay đấy ạ. Con này độ nặng của em ấy vào 700g thôi các bác. Đây, còn cái lưỡi dao chiều dài là vào 30cm nhé. 30cm, rộng 7cm, dày 6 ly. Cái độ dày này thì rất là ok. Đấy, hôm vừa rồi thì các bác cũng có hỏi em lấy cái con tông này để đi chặt gà vịt ý. Thì em thấy là nó chặt gà vịt thì nó sẽ cũng được, chẳng qua là nó hơi dài thôi, tại vì cái độ dày của nó đủ đáp ứng và cái độ cân nặng của nó thì cũng vừa, 700g. Bình thường những con chặt gà vịt thì cũng nặng tầm 7 đến 800g thôi ạ. Nhưng mà cái con này thì em thấy lưỡi dao nó khá là dài, nhưng mà tùy các bác, nếu mà mình cảm thấy ok thì mình vẫn cứ chặt được gà vịt nhá. Con này thì chặt xương được, chặt cây cũng được luôn. Đấy, nhìn cái độ dọc của nó này thẳng tưng. Em này 300.000, đây là mã số 4 ạ. Tiếp đến em giới thiệu đến những cái mã mà siêu phẩm hôm nay em mới ra mắt. Lẽ ra em sẽ làm một cái video riêng để giới thiệu về số 567, nhưng mà như thế thì video khá là ngắn, thế nên em lồng vào cả con tông với cả parang để các bác lựa chọn luôn. Tại vì nó cũng thuộc những cái dòng mà ưu tiên để chúng ta mang đi rừng ấy. Đây, 567 này các bác nhìn này. Ba con này thì đây là em cũng chẳng biết gọi là dao hay là dao chặt gà vịt hay là dao tông nữa, tại vì nó kiểu nửa này nửa kia ấy các bác. Đây ạ, nhìn nó cái lưng thì ưỡn hơi giống parang, nhưng mà cái mũi của nó thì lại khác. Đây, cái này thì em tự thiết kế thôi, dựa theo những cái con dao ở trên thị trường thì em đã chắt lọc những cái gì mà đẹp nhất rồi, em gửi mẫu cho xưởng làm. Đấy, những con này thì dao động từ 8 đến 900g, chúng ta có thể dùng để chặt xương to nhá. Chặt xương to hoặc mang đi rừng cũng được ạ. Số 5 này thì một mặt mài sáng và một mặt để hoa văn. Đấy, rất là đẹp ạ. Hôm nay hàng mới về luôn đấy, mới cập bến ngày mùng 10 này luôn. Cái con này thì những con này em bán giá 300.000 nhá. Đây ạ, 567 300.000 một con. Nó thông số khá là giống nhau, chỉ khác nhau là cái con em đang cầm là số 5. Con này thì mài sáng một mặt và một mặt để hoa văn. Đấy, độ nặng của em ấy là 800g ạ. Chiều dài lưỡi dao vào 30cm nhé các bác. Đấy, còn cái bản rộng là vào 8cm. Em này dày 6 ly. Đấy, cầm rất là chắc tay. Cái mặt mài sáng này cực kỳ là tỉ mỉ luôn ấy. Mẫu mới này, đây em bán giá trị ân cho các bác 300.000 một con. Đây là mã số 5. Có hai đinh đồng, khâu chốt đồng ạ. Đấy, rất là sáng bóng này. Số 6 cũng tương tự như vậy. Em này thì nặng 800g nhé. Chiều dài lưỡi dao em tính từ đây lên đến trên này là 32cm. Chỗ rộng nhất là ở đây ạ, 7,5cm nhá. Dày 5 ly. Đấy, cái con số 5 thì dày 6 ly này. Số 6 thì dày 5 ly. Mấy con này nó chỉ lệch nhau một chút về thông số thôi. Nhưng mà tuy nhiên thì con số 6 ạ, hai mặt để đen truyền thống. Đấy, em có rất là nhiều sự lựa chọn cho các bác luôn. Mẫu mới đây. Đấy, các bác muốn sở hữu những cái mẫu dao mới mà ít đụng hàng thì hãy tìm đến em. Khâu chốt đồng rất là sáng bóng này. Tiếp theo em giới thiệu đến mã số 7 nhá. Số 7 thì mài sáng một mặt này các bác này. Đấy, những cái cán gỗ này ạ, không có cái vân gỗ nào giống nhau luôn. Đẹp tự nhiên. Đinh đồng cũng thế, càng dùng các bác sẽ thấy nó càng sáng bóng ra. Đấy, nhìn ở góc độ nào cũng rất là đẹp đúng không ạ. Số 7 thì một mặt để sáng và một mặt này cũng vậy. Đây, cùng là một mẫu nhưng mà em có 3 kiểu cho các bác chọn nhé. Đấy, lâu lâu thì em sẽ ra những cái mẫu mới để các bác đỡ bị chán mắt này. Cái con số 7 này thì cũng chức năng như thế thôi. Mình mang về chặt nhé. Con này nặng 900g, nặng nhất trong tất cả hai cái con kia. Con đấy thì nặng tầm 800 thôi, còn con số 7 nặng 900g các bác ơi. Cái độ dày của nó là vào 5 ly, chiều dài lưỡi dao vào 30cm nhé. Con số 7 này đấy ạ, và 30cm. Đấy. Và cuối cùng là số 8 là một em dìu cán ốp. Dìu này thì không cần phải quảng cáo nhiều rồi. Em bán từ năm ngoái đến năm nay, lúc nào cũng rất là được các bác quan tâm và ủng hộ. Em có thêm cả cái vỏ dìu ở đây để mình bọc vào ấy, khi mà các bác mình mang vào ba lô hay là mình mang đi phượt đi chơi thì có thể tăng thêm cái độ an toàn. Đấy, cái dìu cán ốp này thì vẫn bình ổn giá như thế ạ, 300.000 một cây nhá. Còn nếu mà các bác lấy thêm cái vỏ da này thì sẽ là thêm 250.000. Em có vỏ màu đen hoặc là vỏ màu nâu, tùy các bác chọn ạ.
Đấy, hai cái vỏ như này thì mình sẽ cho vỏ vào cái lưỡi rìu nhá. Cán ốp 4 đinh các bác ơi. Đặc trưng của nhà em này. Đấy, 1 2 3 4, thông thường những con chặt thì làm từ 2 đến 3 đinh nhưng mà riêng rìu này làm 4 đinh luôn. Rất là vừa tay, một mặt thì mài sáng, một mặt có hoa văn nhá. Con em đang cầm trên tay thì nặng 1,1 kg. Chiều dài lưỡi dao vào 17 cm ạ. Bản rộng vào 11 cm. Độ dày của em này là 10 ly, tức là 1 cm đấy ạ. Đấy, cầm rất là xinh. Các bác nhìn cái vân gỗ này. Đấy, vân gỗ này cũng là gỗ cầm chỉ luôn nhá. Đây là rìu số 8. Đây, bây giờ em sẽ quay lại tổng thể cho các bác xem những cái mặt hàng mà em lên trong video ngày hôm nay. Đấy, con nào mà các bác cảm thấy yêu và ưng ngay từ cái nhìn đầu tiên thì chúng ta chốt đơn, gọi điện chốt đơn luôn cho em nhé. Số là 0981 583 598. Rồi sau đây thì em xin giới thiệu qua những cái mặt hàng mặc đặc sản mà em có. Đấy, kể cả dao hay là đặc sản thì mỗi thứ em sẽ để một cái thôi. Các bác có thể kết nối Zalo với em sẽ gửi thêm cho các bác xem chi tiết hoặc là mình có nhiều sự lựa chọn hơn nhá. Đây ạ. Ví dụ như con rìu chẳng hạn, em lên một mẫu nhưng mà ở nhà em có mấy chục con cơ. Ví dụ như con tông hay là con parang cũng thế. Các bác cứ yên tâm là đến với em thì lúc nào sự lựa chọn cũng rất là đa dạng và uy tín. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua đặc sản nhé các bác ơi. Hôm nay em không cầm đặc sản ra ngoài kia. Đây ạ, đặc sản nhà em đây ạ. Đấy, có rất là nhiều món đa dạng khác nhau. Đa phần đều là đặc sản của vùng Cao Bằng. Đầu tiên em có măng mầm Bảo Lạc. Đấy, măng này thì sấy khô rồi nhé các bác. Một gói như này là 500g. Đó, tức là 5 lạng đấy ạ. Giá bán là 130.000. Mang về làm canh măng thì hết ý. Em nghĩ là không chỉ có Tết chúng ta mới cần đâu. Ngày thường chúng ta cũng ăn những cái món này rất là thường xuyên luôn ấy. Tiếp đến là miến rong phe đén này. Rất hợp với chị em nào mà đang giảm cân và sợ béo thì chúng ta có thể ăn miến này. Mình xào cũng được, mình nấu canh cũng được ạ. Miến này em bán 120.000 một túi nhá. Đóng gói 1kg. Không pha chất bảo quản này. Không sợ bị có tác dụng phụ hay cái gì đâu ạ. Cái này là của người dân huyện Nguyên Bình quê em làm. Đó, đây là miến rong phe đén này. Các bác tìm trên mạng thì cũng rất là nổi tiếng về cái miến này luôn. Kế bên em có mật ong rừng. Một chai to như này là 1 lít nhá. Đấy, nặng 1,4kg. Em bán 350.000 một chai. Để mà phân biệt được mật ong rừng thật hay là giả thì bác nào mà mình sành là mình nhìn cái biết luôn này. Còn cái đặc điểm dễ nhận biết nhất thì em xin chia sẻ với các bác là ở phần trên miệng này. Mật ong rừng thật đấy ạ, nó sẽ có những cái bọt khí này lên. Còn mật ong giả thì không bao giờ có. Đấy, một chai như này dùng được rất là lâu nhá. 130.000. Trong này em có nụ tam thất ạ. Cái dược liệu này thì có rất là nhiều tác dụng tuyệt vời. Và tuyệt vời nhất đó chính là dành cho những bác nào mà thiếu ngủ, mất ngủ, đấy khó ngủ thì các bác hãy uống cái này trước khi đi ngủ. Rất là tốt cho mình luôn. Một túi như này là em bán 400.000 nhá. Một gói 500g. Đấy, 1kg thì sẽ là 800. Đóng gói 500g như này để các bác dùng thử và chúng ta có thể mang đi biếu này. Nó không quá là to ấy. Trước kia là 700 nhưng mà hiện tại thì lên giá liên tục rồi. Cái này rất là khan hiếm ạ. Bên này em có mộc nhĩ. Một túi như thế này cũng đóng gói 500g. Giá là 100.000. Đấy, mộc nhĩ này khô hết rồi đấy ạ. Tiếp theo em có mắc khén rừng. Cái này thì làm một cái gia vị cay nồng tự nhiên. Nó dạng như kiểu hạt tiêu ấy. Đấy, nhưng mà mùi nó khác hơn nhá. Một túi to như này là 500g. Giá 125.000. Còn nếu mà em đóng gói bé thì em sẽ đóng 50.000 hai gói để các bác dùng thử ạ. Cuối cùng là táo đỏ. Đấy, táo này thì để ăn liền cũng được. Để nấu trà hay là chưng yến thì cũng rất là ngon. Một gói như này là 80.000. Đóng gói 500g. Rồi, vậy là video của em hôm nay đến đây là hết ạ. Cảm ơn cả nhà đã kiên nhẫn xem đến video này, đến giây phút này của em. Rất mong là các bác sẽ like video và đăng ký kênh để em sớm đạt 1.000 người đăng ký nhá. Phải được 1.000 người đăng ký thì em mới đăng bài với cả em livestream phát sóng trực tiếp với các bác được ạ. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.